Huy Lâm ơi, em biết quay 444 không? Trời biết chứ anh hai, đổ của em đó. À đâu? Đu, ngấm ghê ông nội. Quay 444 chính là một youtuber mà nổi tiếng nhất trong Free Fire luôn anh em ơi. Bây giờ là anh thấy là có một người ở trong game á mà đặt tên là Quay 444. Nhưng mà anh thấy là chết tiếng anh không à. Nani? Mà cái adbot nữa anh em ơi. Mà tỷ lệ sọt là 89%. Trời cao vậy. Khét lẹt luôn anh em ơi. Mình thấy là hình như là mới tạo cũng như là qua bên server Việt Nam hay sao anh em mà bắn ghê phải chửi luôn ấy. Emotional damage. Tỷ lệ sọt đó là cũng hơi bị ghê đấy. Bây giờ em đối đầu không? Trời căng vậy anh hai. Trời uống là chơi chơi khô máu luôn. Biết đâu là quay 44 là được giao lưu anh em ơi. Mình nghĩ là khả năng cao nếu như mà bé Lâm mà đối đầu với lại là quay á thì chỉ có 70 thôi anh em à. Trời ơi, tên Lâm nặng hành ta nói là 80kg thôi chứ còn gì nữa. Nhưng mà không sao anh em ơi, nói chung là idol bé Lâm ấy thì khô máu luôn nha. Bây giờ anh em nhớ là comment là bé Lâm cứu lên này để cho bé Lâm có động lực cũng như là khô máu nha anh em ơi. Bây giờ chơi luôn nha. Ok anh hai ơi. Thôi đi lấy điện thoại đi. Dạ. Hello, lại là mình Sima. Ủa lộn, lại là mình Sima tấu cung bà nó hài đây. Ok anh em ơi, đây chính là người mà tôi muốn nhắc tới từ nãy tới giờ anh em ơi. Đặt tên là Y444 nha. Ui, ngầu thật sự luôn anh em à. Gì đây? Hello, I love Việt Nam. À, dịch ra tiếng Việt đó là xin chào, tôi yêu Việt Nam anh em à. Thì đây mình nghĩ là quay anh em ơi, tại vì là tỷ lệ sọt rất là cao luôn anh em à. Mình nghĩ là bắn cũng khá là ghê đấy. Ở đây á, anh em nào mà chơi game Free Fire mà không biết quay phải nói là rất là tiếc luôn ấy. Bởi vì đây chính là một số youtuber mà phải nói nổi tiếng nhất trong game này luôn anh em à. Trời gỗ rồi trời, tôi còn hâm mộ nữa anh em ơi. Đây chính là idol của bé Lâm luôn nha. Ok, bây giờ là không làm vòng nữa anh em ơi. Tôi sẽ tạo phòng cũng như là cho bé Lâm đối đầu luôn nha. Xem là ai chính là người chiến thắng anh em ơi. Bây giờ các bạn hãy comment đó là dự đoán xem tỷ số trận đấu này là bao nhiêu. Nhưng mà đặc biệt là các bạn không được tua video cũng như là xem kết quả nha. Trời ăn gian tới một chuyện đó anh em ơi. Bây giờ nếu như mà anh em nào dự đoán đúng ấy, tôi sẽ tặng kim cương luôn nha. Ok, không lòng vòng nữa anh em à, tôi sẽ bắt đầu trận đấu luôn. Trời gỗ là trời, hồi nãy giờ tôi hóng dữ lắm rồi. Trận đấu này thôi kinh điển luôn chứ còn gì nữa. Tuy là mình không biết là đây chính là quay thật hay là quay pha ke anh em ơi, nhưng mà trong trận đấu này mình sẽ quan sát xem là bắn như thế nào nha. Ok, đây rồi, chơi này. Ui, xém tí nữa bé Lâm bể được cung điện rồi anh em ơi. Đây rồi, chịu gì nổi. Ok, bây giờ là 1-0 đầu tiên nha. Từ trước tới giờ là tôi quan sát bé Lâm đến nỗi là muốn chán luôn rồi. Bây giờ là tôi sẽ quan sát bạn quay này nha anh em ơi. Ok, anh em thấy nè, cái hàng này nói chung là chính hiệu lạc bót luôn anh em ơi. Nhưng mà kỹ năng là không bót nha, kỹ năng đặt keo như này là tôi thấy cũng bò rồ đấy. Ga đạn vô đầu anh em à, xịn sò con bò luôn. Đây rồi, ui, thanh niên Lâm quanh sót luôn, gớm ghê ông nội. Gắn đét mà khét lần lẹt luôn chứ còn gì nữa. Anh em ơi, ở đây anh em nào đứng về phía của ai thì nhớ là comment dưới nha. Tôi chắc chắn là tôi đứng về phía của quay rồi anh em ơi. Bởi vì là bé Lâm thì nói chung là từ trước tới giờ tôi đứng về phía nó hơi nhiều anh em à. Hôm nay phải đổi gió chứ. Tôi phải cầu vũ là quay này thắng được bé Lâm anh em ơi. À căng nha. Tôi nhìn cái trình này là tôi nghĩ là khả năng cao là bé Lâm chuẩn bị là ngậm 50kg hành luôn chứ còn gì nữa. Rồi ai, thanh niên Lâm hình như là bơm máu rồi anh em ơi. À, bơm máu hả mày. Ui, tính ra là cái OB này anh em tôi thấy là có con rồng nhìn xịn mấy nồi luôn anh em ơi. Hết sọt nó này, á đu. Thứ gì mà chịu nổi luôn anh em ơi. Ok các bạn ơi, từ nãy tới giờ các bạn mà xem video của mình chưa có like á, thì nhớ là lên gói cho cái nút like cho mình để nó ngầu lòi nha. Bây giờ trong trận đấu này là 2-1 nghiêng về quay rồi anh em ơi. Bé Lâm là trong trận đấu này chuẩn bị là thôi bể cung điện tới nơi rồi anh em ơi. Thanh niên Lâm là mấy lần trước anh em là bắn kiểu win người ta rất là nhiều luôn. Nhưng mà lần này xác định là phải ăn hành anh em ơi. À đâu rồi, bé Lâm là ở trong trận đấu này rất là có lợi cho nó luôn. Nó có kỹ năng nhân vật này cũng như là skin súng luôn anh em ơi. Còn bạn này là không có kỹ năng nhân vật này cũng như là không có đồ luôn và không có skin súng luôn anh em à. À đi rồi, nhưng không sao anh em ơi, có trình là có tất cả. Rồi xong, hai điều luôn rồi. Ui, thanh niên Lâm này bắn súng ganh ghê vậy. Dạo này mình thấy là các bạn xem video của mình ít đi á, tôi thấy là có một số bạn comment nó là học nhiều quá. Thật sự là tôi cũng rất là buồn luôn các bạn ơi. Thì nếu như mà các bạn rảnh á thì nhớ là vô xem kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đó chính là động lực mà mỗi ngày tôi với lại là em trai của tôi ra video cho các bạn xem ấy. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Ok, đây rồi, hai điều anh em ơi. À, bây giờ là bơm máu rồi. Ok, hiện tại là quay đây bơm máu rồi anh em ơi. Đây rồi, đôi giày bé Lâm đâu rồi. Xin nhẹ cái nồi cung điện này. 3-2 luôn anh em ơi, xịn sò luôn. Ngon cơm, lần này bé Lâm là chuẩn bị là khóc thét chứ còn gì nữa. À, thì ở trong trận đấu này bé Lâm bây giờ là chỉ còn cái tên thôi anh em ơi. Thì gỡ là trời ga đạn kiểu này sao mà bé Lâm chịu nổi. Anh em thấy là trình độ bé Lâm bắn như thế đấy, nhưng mà trong trận đấu này nó còn phải là bị hành nữa anh em ơi. Ok, rồi, chơi này, ui, ga đạn là lên đầu anh em à. Hồi nãy giờ tôi thấy là nếu như mà bạn quay này mà có skin đó anh em là bé Lâm là xác định thua luôn anh em ơi. Mà tôi thấy là không có skin nhưng mà bắn những khét anh em à, bắn những ga đạn vô đầu ấy. Nhân này, ui, lại lên đầu nè anh em ơi. Bé Lâm hình như là đang cắt liễu rồi.
Cố lên. Ui trời ơi, Lâm thắng rồi. Anh em thấy cái mũ của Lâm này, một tí nữa thôi đi luôn đi. Thề luôn á là ở trong trận đấu này rất là căng luôn anh em mà. Tôi là người xem nhưng mà tôi cảm nhận là rất là căng luôn ấy. Ok, quay 444 bây giờ đang có là cây UMP với lại là cây M1857 anh em ơi. Tất cả là không có skin hết luôn nha. Này rồi, không có skin nó chứng tỏ là bờ rồi chứ. Cố lên, quay ơi. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi xem quay bắn luôn á anh em ơi. Tính ra là lần đầu tiên xem ở trong trận như thế này mà kiểu trực tiếp luôn ấy. Chứ mỗi lần là toàn lên YouTube cũng như là xem không à anh em ơi. Ok, đây rồi, ui, lên đầu này. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, thanh niên Lâm di chuyển cũng khá là khéo nè anh em ơi. Rồi, cuối cùng là tỷ số được nâng lên là 4-3 rồi nha anh em ơi. Bé Lâm là ở trong trận đấu này ngậm 50 cái hành là chắc chắn luôn rồi anh em ơi. Thề luôn là mình thấy là bạn Quay này ra đạn là khá là ảo luôn anh em ơi. Ok, đây rồi. Sau clip này á, tôi sẽ liên hệ với lại là Quay anh em ơi. Bởi vì là tôi có mail ấy, tôi liên hệ email anh em à. Sau đó là tôi sẽ gửi một tấm ảnh nha, để xem là có chắc chắn là đó chính là Quay không. Và tôi sẽ công bố cho các bạn nha anh em ơi. Thì nói chung là tôi thấy là cũng có một số YouTuber nước ngoài là qua bên server Việt Nam chơi anh em. Nhưng mà không biết đây chính là Quay thật hay là Quay pha ke anh em ơi. Nhưng mà không sao, nói chung là tôi thấy bắn ghê là được anh em ơi. Ui, ra đạn vô đầu này gớm ghê ông nội. Đây rồi, đôi giày xin nhẹ cái nồi cung điện. Sao mà đỡ được. Ok, 5-3. He he, mày xong mày rồi Lâm ơi. Lần này chạy qua bên nhà bàn sớm mượn đỡ cái nồi cung điện, đổi lên đầu cũng bể như chê thôi. Ok, bây giờ tỷ số là 5-3 nghiêng về Quay rồi anh em ơi. À, căng quá anh em ơi, trong trận đấu này thề luôn, tôi xem mà tôi cảm nhận là phải nói rất là căng luôn ấy. Tôi mà là bé Lâm nãy giờ thôi gớt cái điện thoại xuống mương luôn, dẹp nghỉ luôn anh em à. À đây rồi, ui, căng thế nhì. Thanh Lâm vừa bắn một pha mà nhưng mà không đáng kể anh em ơi, cũng như là không có trúng nhiều ấy. À đây rồi, chơi, ui, cái mũ bé Lâm còn đúng một chấm luôn kìa anh em à, ảo ma thế nhì. Bé Lâm ở trong trận đấu này là cố gắng bay ca trưởng luôn anh em à. Hồi nãy là tôi thấy tỷ số 5-3 nhưng mà bây giờ nó cố gắng như là lật kèo và sang bằng tỷ số anh em ơi. Nhưng mà tôi không biết là sao mà tỷ số được hay không ấy, hay là lại nóc nữa là thôi. Trời, tôi ngồi tôi cười tít tết luôn anh em à. Sau trận đấu này nếu như mà bé Lâm nó thua là tôi sẽ ra cà khịa đó nha anh em ơi. À đi rồi, anh em biết là bé Lâm nó bắn rất là hay luôn anh em à. Nhưng mà nó mà thua bạn Quay này chính xác là Quay là thật luôn anh em ơi, chứ không phải là hàng pha ke đâu. Đây rồi, cố lên Quay ơi. Ui Quay còn tí máu anh em ơi. Rồi xong, thanh niên Lâm bắn cái đi luôn. Phải trưởng thật sự luôn ấy. Hôm qua là tôi đọc được một cái comment á, của một bạn nói là bé Lâm bao nhiêu tuổi mà bắn hay vậy á. Thì bé Lâm 10 tuổi nha. Bạn nào mà bằng tuổi bé Lâm hoặc là lớn hơn tuổi bé Lâm á thì cũng comment ở dưới cho mình biết nha anh em ơi, để mình xem là các bạn bao nhiêu tuổi trên kênh của mình ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Đây rồi, bể công điện này, trời ơi, bắn ra đạn vô đầu anh em ơi. Ui, lại đâm đỏ này. Thứ gì mà chịu nổi thật sự luôn ấy. Cố lên Quay ơi. Trời ơi, còn hai gián nữa coi như là bé Lâm thua rồi. À, hình như là thanh niên Lâm này bơm máu rồi anh em ơi. Ui, tính ra là từ trước tới giờ tôi thấy là bé Lâm nó bắn cực kỳ liều mạng luôn ấy. Nhưng mà riêng trận đấu này là nó bắn rất là kỹ luôn anh em ơi. Mất có một tí máu là nó lại quấn kêu tròn cũng như là bơm ấy. Là anh em biết là cái độ căng của trận đấu này thề luôn là nó căng cỡ nào rồi. À, cố lên. Ui, Quay này múa chống mặt phái trưởng luôn anh em ơi. Đã kêu liên tiếp rồi nhảy nhót các kiểu anh em à. Tôi thề luôn, tôi xem là tôi chống mặt luôn ấy. Ok, rồi cuối cùng là bé Lâm cũng ra rồi anh em ơi. Ha, à, mày xong mày rồi Lâm ơi, xác định lần này thôi, xin dẫn về cũ này. Rồi ok, tỷ số bây giờ được nâng lên là 6-5 rồi nha anh em ơi. Đây chính là một trận đấu cúng cùi này. Bé Lâm trận đấu này mà thua rồi thôi, dẹp nghỉ luôn đi cho rồi, hết cơ hội luôn anh em ơi. Bởi vì đây chính là trận đấu cuối cùng của Quay rồi. Nếu như mà Quay win đó là coi như sẽ win luôn nha anh em ơi. Cố lên. Trời ơi, tính ra là Quay là một người chơi mà phải nói rất là có kỹ năng luôn anh em ơi. Và nổi tiếng nhất trong cộng đồng Free Fire luôn anh em à. Tôi là cũng là một người mà phải nói rất là nể luôn anh em ơi. Tại vì là tôi cũng có làm YouTube chung ấy. Và tôi biết là Quay chính là một người rất là giỏi luôn anh em à. À, đây rồi. Ui, bé Lâm vẫn chưa công lên này. À, thanh Lâm bắn nửa cái máu rồi. Cố lên. Ui, lên đầu bé Lâm này nhưng mà không đủ đam anh em ơi. Bởi vì là thanh Lâm là người bắn trước ấy. 6-6 rồi anh em ơi, căng vãi nồi luôn ấy. Bây giờ anh em chạy qua kêu ông hàng xóm này, bàn xóm, cả làng cả xóm vô coi cái trận đấu này đi, chứ nó căng dữ lắm rồi. Cố lên. Ui, thề luôn là ở trong trận đấu này ai chính là người mà thắng là phải nói rất là ngầu luôn anh em ơi. À, rồi thanh niên Lâm. Ui, thanh niên Lâm vẫn chưa công lên này anh em ơi. Chơi này, vãi nồi. Chưa có dấu hiệu trúng mấy Lâm nhưng mà hiện tại là qua em bị mất đâu đó là nửa cái máu rồi anh em ơi. Ui, bé Lâm liều mạng luôn anh em ơi, trời chơi khô máu vậy. Á à, đù, bé Lâm là người thắng luôn anh em ơi, gớm ghê ông nội. Ok, cuối cùng là bé Lâm cũng đã chốt kèo với tỷ số là 7-6 nha anh em ơi. Trong trận đấu này phải nói rất là may mắn cho bé Lâm luôn ấy. Vừa có skin súng này, kỹ năng nhân vật này và pha cuối là may mắn luôn anh em ơi. Ảo ma thật sự luôn ấy. Ok anh em ơi, cuối cùng là trận đấu cũng kết thúc rồi nha. Thanh Ngư Lâm này phải nói là tới giờ cái tay còn run nữa anh em à. Tay còn run luôn anh Hải. Nhưng mà em thấy trận đấu này căng không? Trời căng chứ anh Hải.
Mình không biết là có đúng là quay thật không anh em ơi, nhưng mà đúng là quay thật, phải nói rất là may mắn mà được giao lưu luôn anh em ơi. Bắn phải nói là rất là ghê luôn ấy. Mà trong trận đấu này Thanh Niên Lâm là có skin, có kiểu anh em mà lại kỹ năng nhân vật ấy, nói chung là cũng khá là có lợi cho bé Lâm anh em ơi. Ok, nhưng mà không sao, nói chung coi như là đây chính là một trận giao lưu vui vẻ thôi. Các bạn đừng quên lắng like này cũng như là đăng ký kênh cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì bye bye.